uyển ngồi thu lưu bên bờ ao nét mặt thất thần cô thật sự muốn hủy diệt kiếp sống không may của mình nhưng khi đối diện với cái chết cô lại không đủ can đảm để thực hiện từ trước đến nay uyển vẫn nghĩ sống mới là điều khó chứ chết thì dễ dàng vô cùng một kẻ không hề biết bơi lội như uyển chỉ cần chọn lúc vắng vẻ nhảy tom xuống sông là coi như chấm dứt cuộc đời có gì là khó khăn đâu chẳng qua mấy người tự tử mà không chết thật ra họ chỉ làm nư để dọa gia đình dọa người thân nên lựa lúc có người làng vàng gần đó mới đem thuốc ra uống hoặc nhảy xuống sông cố tình để người ta trông thấy mà cứu giúp một khi đã quyết định chọn cho mình cái chết thì uyển nhất định sẽ thực hiện bằng được thực hiện một cách nhanh gọn không lằng nhằng vướng víu vậy mà uyển đã hoàn toàn thất bại Cô không thực hiện được ý đồ kết liễu đời mình. Tiếng nhạc sập sình từ nhà Khiêm vang tới càng làm cho lòng Uyển đau như thắt từng cơn. Uyển và Khiêm yêu nhau đã hơn 4 năm nay. Tình yêu đó cả làng này không ai là không biết. Khiêm tuy tính tình hời hợt, không biết lo lắng nhiều tới chuyện làm ăn. Nhưng tình cảm của Khiêm đối với Uyển là rất tốt. Gia đình của Uyển nhiều lần phân tích ngăn cấm không cho Uyển qua lại với Khiêm sợ sau này uyển sẽ phải vất vả khổ sở vì lấy nhằm một người chồng không biết làm ăn không biết lo toan cho gia đình vợ con thế nhưng trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó uyển không nhìn kiêm bằng ánh mắt giống mọi người cô luôn nghĩ tại còn thanh niên chưa vướng bận gia đình nên khiêm mải chơi như thế chứ một khi đã cưới nhau rồi anh ấy thương mình thấy mình vất vả anh sẽ không chịu nổi tức khắc sẽ lao vào công việc ngay thôi uyển vững tin vào tình yêu của mình vững tin vào khiêm nên dù có bao nhiêu lời ngăn cản vẫn không làm uyển nao núng khiêm cũng hứa hẹn với uyển thật nhiều điều lần đầu tiên khiêm thực hiện lời hứa với uyển là bắt tay vào công việc để kiếm tiền lo cho đám cưới của hai đứa công việc của khiêm cũng không nặng nhọc gì mỗi tuần đi giao hàng mấy chuyến cho mẹ uyển từ thị xã về các vùng ven thấy khiêm chịu khó làm việc uyển sung sướng lắm cô rất tự hào muốn nói cho tất cả mọi người đều biết là tình yêu của cô đã cảm hóa được khiêm một thanh niên có tiếng lười nhác xưa nay vì hai người không được tuổi nên không thể cưới vào năm nay và phải chờ đến tháng riêng năm sau mới có thể cưới nhau được uyển cũng rất vui vẻ chờ ngày đó bao nhiêu năm nay cô đã đầu tư cho khiêm rất nhiều từ những việc lớn như giúp gia đình anh sửa lại nhà, mua cho Khiêm xe gắn máy, trả một vài món nợ Khiêm vay lúc hai người chơi yêu. Đến cả những việc nhỏ như sắm cho Khiêm từ bộ quần áo đến đôi giày, đôi phớ, vân vân. Tất nhiên, những điều đó Uyển làm một cách thầm lặng không để ai biết. Một phần vì danh dự của Khiêm, một phần vì gia đình Uyển. Uyển biết chắc chắn rằng, một khi gia đình cô mà biết rõ sự thật đó, thì cô sẽ không thể nào mà yên ổn được. Gia đình biết Uyển có tiền riêng, vì cô là người siêng năng, giỏi giang, biết làm ăn buôn bán từ lúc mới 16, 17 tuổi. Lại là người chi tiêu rẻ xèn, thì năm nay cô đã bước vào tuổi 24 rồi, thử hỏi làm gì cô không có riêng cho mình một số vốn kha khá. Nhưng không ai biết toàn bộ số vốn liếng kha khá ấy, Uyển đã giao cho Khiêm hết rồi khiêm là con trai một trước sau gì ngôi nhà đó cũng là của vợ chồng khiêm mà vợ khiêm thì còn ai mà vợ khiêm thì còn ai khác ngoài uyển uyển tin tưởng thế nên cô đã không ngần ngại dồn một số tiền lớn vào việc sửa sang lại ngôi nhà để đến ngày cưới cô cũng được mắt mặt với họ hàng làng xóm rồi đến khi khiêm đã quen với việc giao hàng uyển bày vẽ cho khiêm cách làm ăn nương nhờ vào mối quan hệ đó và lần này Cô đã vét hết vốn của mình đưa cho Khiêm Để anh bắt tay vào nghề buôn bán Công việc làm ăn của Khiêm trôi chảy Uyên càng vui hơn Nhưng giữa lúc cô đang say sưa Với bao mộng đẹp Thì Khiêm đã có mối quan hệ khăng khít khác Với một bạn hàng Mà uyển không hề hay biết Một thời gian sau uyển nghe lời ta xỉ sầm Cô không tin lắm Vì nghĩ Khiêm không bao giờ yêu ai ngoài cô Chẳng qua thiên hạ thấy khiêm bây giờ tiến bộ quá Nên đâm ra ghen ghét vậy thôi Tuy nhiên Uyển vẫn hỏi khiêm Khiêm chối biến Trời ơi Ai đồn đãi mà ác nhân dữ vậy Ngoài em ra Anh còn biết tới người con gái nào đâu Anh không được dối gạt em đấy nhá Uyển căn dặn Khiêm cười Kéo cô vào lòng Hôn lên tóc cô một cách chiều mến Chúng mình sắp cưới nhau rồi còn gì Em đừng có nghe người ta nói rồi nghi ngờ anh tội nghiệp Anh yêu em Điều đó em biết mà Tình yêu của chúng mình đã kéo dài bao nhiêu năm qua rồi Chứ đâu phải là đầu hôm sớm mai Và cũng đã vượt qua bao nhiêu trắc trở Mới có ngày bình yên như bây giờ Em mà không tin anh Thì anh sẽ buồn lắm đó Nghe những lời ngon ngọt của Khiêm Uyển hối hận Em xin lỗi vì đã nghi oan cho anh Từ nay ai nói gì em mặc họ em không nghe nữa đâu em chỉ biết tin vào anh thôi đấy anh không được quyền lừa dối em anh nhá biết rồi em mà còn nói mãi câu đó là em vẫn chưa thật sự tin anh đâu khiêm có vẻ giận uyển dối rít hôn lên má người yêu em xin lỗi em xin lỗi mà anh đừng giận em nhé em sẽ không như vậy nữa đâu ừ như vậy có phải dễ thương không Uyển vô cùng hạnh phúc trước những cử chỉ âu yếm yêu thương của Khiêm dành cho cô, nên những lời dèm pha đã thật sự không làm cho cô lo sợ nữa. Một lần Khiêm giao hàng bị nhầm lẫn, mẹ Uyển la cho một trận. Những lần trước thì Khiêm chỉ im lặng và buồn buồn, vậy thôi, nhưng lần này thật bất ngờ Khiêm lại đùng đùng nổi giận. Khiêm hét to lên. Bà coi kỹ lại đi, toa hàng của bà ghi rõ ràng như vậy, nhầm lẫn là bà nhầm chứ đâu phải là tôi đừng có ỷ đồng tiền bỏ ra trả lương cho tôi mỗi tháng rồi muốn ăn nói sao cũng được nghen đừng tưởng thằng này dễ cưỡi đầu cưỡi cổ đâu xin lỗi thằng này không phải là đứa hèn thế đâu mẹ uyển tròn mắt ngó khiêm uyển cũng sững sờ không tin vào mắt và tai của mình nữa cô không thể nào ngờ được khiêm lại có thể phản kháng một cách dữ dằn như vậy cho dù thật sự do mẹ uyển nhầm lẫn rồi mắng oan khiêm thì vì uyển vì tương lai của hai đứa Khiêm cũng phải nói năng nhỏ nhẹ ôn hòa một chút chứ Sao Khiêm lại có thể nói ra được những lời như vậy Sau mấy phút sững sờ Vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ Uyển mới sực tình Cô chạy đến kéo tay Khiêm nói nhỏ Anh bất giận chút đi Có gì từ từ nói chứ Uyển chưa kịp nói hết câu Đã bị hất tay một cái rất mạnh Khiến cô loạn choạng sắp ngã Khiêm vừa vung tay vừa hét lên Cả cô nữa Cô cũng đừng ý thế mà hiếp đáp tôi Tôi chán mẹ con cô lắm rồi Ngay bây giờ tôi tuyên bố Tôi không làm cho nhà này nữa Uyển tức nghẹn không nói ra lời Còn mẹ Uyển thì nhảy sổ vào túm ngực áo khiêm hất hàm nói Mày nói thế thì phải giữ lời đấy nhé Tao cũng tuyên bố Việc cưới xin giữa mày và con Uyển Thì chấm dứt kể từ ngày hôm nay Bà nói thế và tưởng đâu khiêm sẽ hoảng hốt rồi xuống nước năn nỉ phan xin không ngờ khiêm chỉ cười nhạt mỉa mai bà tưởng chỉ mình bà là có con gái chắc xin lỗi nhé tôi không cần đâu bà muốn đem cô gả cho ai thì gả hoặc muốn để ở nhà làm mắm cũng không ăn thua gì tới tôi đâu vừa nói dứt câu khiêm thô bạo hất tay mẹ uyển ra rồi đi thẳng ra cửa không hề ngoảnh lại nhìn uyển lấy một lần uyển đứng chết lặng trong góc nhà tất cả những việc vừa mới xảy ra đối với cô giống như một giấc mơ nó nằm ngoài sự tưởng tượng của Uyển. Tại sao? Tại sao Khiêm lại có những lời lẽ cạn tình cạn nghĩa và những hành động thô bạo đến mức đó? Khiêm thật sự hết yêu thương mình rồi sao? Không, không đâu, nhất định không phải như vậy đâu. Uyển gào lên trong bụng. Có lẽ vì quá ốt ức, vì bị mẹ mắng oan nên Khiêm nổi điên như vậy thôi. Chỉ đắt nữa, khi mọi việc lắng xuống, Khiêm sẽ hối hận và xin lỗi mình ngay thôi mà mẹ uyển không ngất lời chỉ chiết trời ơi con sáng mắt ra chưa con chưa gì hết mà nó đã hiện nguyên hình rồi đó liệu mai mốt cưới về rồi con có sống nổi với nó hay không mẹ đã nhiều lần can ngăn mà con không có chịu nghe đúng là cá không ăn muối cá ươn con cãi cha mẹ trăm đường con hư mà uyển ôm đầu khóc mẹ ơi con van mẹ con xin mẹ đừng nói gì hết nữa có lẽ tại anh ấy đi về mệt người không được khỏe lại bị mẹ mắng oan nên mới thế còn xin mẹ đó Mẹ đừng nói như thế Mẹ Uyển lắc đầu Mày hết thuốc chữa rồi con ơi Mày mê lậm nó rồi Rồi đây đời mày sẽ khổ con ơi Uyển không chịu đựng nổi nữa Cô chạy vụt vào trong phòng Đóng chặt cửa lại Úp mặt xuống gối nức nở khóc Suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó Uyển nóng lòng chờ đợi mà không thấy Khiêm tới tìm Ban đầu cô nghĩ Khi Khiêm ngồi lại chắc chắn anh sẽ tìm tới để xin lỗi mẹ và cô nhưng chờ đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng khiêm đâu uyển lại nghĩ khác có thể do sĩ diện hoặc là do quá sợ vì đã lỡ xúc phạm đến mẹ uyển nên khiêm không dám tới uyển đã cố gắng nghĩ ra đủ mọi lý do để bảo chữa cho khiêm suốt đêm đó cô không ngủ được vừa tờ mờ sáng uyển đã vội vàng tìm tới nhà khiêm vừa trông thấy uyển mẹ khiêm vội nói từ nay cháu đừng đến đây nữa đừng làm phiền thằng khiêm nhà bác nữa bác ơi cháu uyển ngỡ ngàng bác ơi cháu uyển ngỡ ngàng vừa mới ấp úng được mấy tiếng thì mẹ khiêm đã nói một cách dứt khoát thằng khiêm nhà bác sắp cưới vợ rồi cháu phải mừng cho nó chứ nhà vợ nói giàu lắm nhưng không hề ỷ vào sự giàu sang mà coi thường mẹ con bác uyển cố nhịn nhục vì nghĩ mẹ khiêm đang giận Bác ơi Xin bác hiểu cho cháu Có bao giờ cháu dám xem thường anh Khiêm đâu Chẳng qua là có sự hiểu lầm giữa mẹ cháu và anh ấy Mẹ Khiêm cười nhạt <cười> Xem thường cũng được Mà hiểu lầm cũng được Mẹ con bác không quan tâm nữa Vì thằng Khiêm nhà bác Sẽ cưới vợ trong nay mai thôi Uyển run bắn người mở to mắt Bác ơi Những lời bác nói là thật Mẹ Khiêm nhìn Uyển vẻ tội nghiệp bác nói dối cháu làm gì rồi cháu sẽ biết thôi hôm nay hai đứa chúng nó dắt nhau đi sắm đồ cưới rồi đám cưới sẽ tiến hành ngay trong tháng này uyển chới với cô gần như ngất đi nhưng cô đã cố trấn tĩnh lại mọi việc phải gặp tận mắt nghe tận tay khiêm giải thích mới có thể tin được uyển nhủ thầm như thế và lặng lẽ gật đầu chào mẹ khiêm rồi cố lên từng bước chân nặng nhọc trở về nhà về tới nhà uyển buông mình xuống giường cô cũng không còn chút sức lực nào để nhấc chân lên nữa. cô cứ nằm nửa người trên giường nửa người ở dưới như thế cho đến tận chiều tối. tối đó uyển tới nhà khiêm nhưng vẫn không gặp được. cô cố gắng nhắn gửi nhiều lần mới được khiêm hẹn gặp. chỉ mới không gặp nhau hai ngày mà uyển nhận thấy khiêm lúc này hoàn toàn là một con người khác. nụ cười âu yếm cử chỉ chiều mến dành cho cô từ bao nhiêu năm nay đã mất đi không để lại một chút dấu tích nào. Trước mắt Uyển giờ đây là một chàng thanh niên cao ngạo xa lạ. Nhìn cô bằng ánh mắt rừng dưng đến độ không ngờ. Có thật là anh sẽ cưới vợ trong tháng này? Uyển cố nuốt nước mắt hỏi. Ừ, chắc vậy. Cô yên tâm đi. Thế nào? Tôi cũng sẽ mời cô mà. Khiêm nói vẻ mặt cân cân đáng ghét. Uyển không dằn nổi. Cô hét lên. Còn đám cưới của chúng ta thì sao? Còn những gì hứa hẹn anh nói với tôi thì sao? khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên ủa tôi có hứa hẹn gì với cô sao sao tôi lại không nhớ nhỉ cô vui lòng cho tôi nghe lại băng ghi âm hoặc là một vài giấy tờ gì đó có bút tích của tôi để chứng thực chứ tôi thì không nhớ mình đã hứa gì với cô xin lỗi nhé đầu óc của tôi dạo này lu bu nhiều việc nên có hơi lầm cầm à còn việc cưới xin giữa cô và tôi thì hôm đó chính miệng của mẹ cô đã hủy bỏ rồi mà có nhiều người chứng kiến lắm nếu cô cần tôi sẽ gọi họ nước mắt của uyển trào ra nhưng cô cố gắng bấu tay vào góc cây bên đường để đứng cho thật vững đáng ra uyển muốn nhắc lại những kỷ niệm đẹp của hai người nhưng trước thái độ đó của khiêm uyển không thể nào nói tới chuyện tình cảm được và tự nhiên cô lại nói được rồi anh cưới vợ cũng không sao nhưng trước khi cưới vợ anh phải hoàn lại cho tôi toàn bộ số tiền tôi đã đưa cho anh mấy năm nay Khiêm bật cười hô hố, "Ô la la, lại có chuyện đó nữa à, cô giỏi thật, cô hay thật đấy. Cô muốn ăn vạ để bắt tôi phải cưới cô đấy à? Này, nói thật cho biết đi, có phải là cô đang lỡ chung đụng với thằng nào rồi nên muốn bắt chẹt tôi để tôi đứng ra đổ vào ốc phải không?" Đến nước này thì Uyển không còn lời lẽ nào để nói với Khiêm nữa rồi, cô vung tay và một phát thật mạnh vào mặt của Khiêm rồi vùng bỏ chạy. phía sau lưng tiếng cười khả ố của khiêm vang lên từng chập uyển đau đớn vô cùng nỗi đau của cô không ai thấu hiểu nổi có thể mọi người biết cô đau vì khiêm bỏ cô để đi lấy vợ nhưng không ai biết ngoài nỗi đau vì bị mất tình yêu uyển còn đau đớn hơn khi nhận ra suốt bao nhiêu năm qua khiêm chỉ đóng kịch trước mặt mình để lừa đảo lấy đi của cô tất cả sự trinh bạch của đời con gái tình yêu lòng tin và cả tiền bạc nữa Uyển thấy mình đúng là một kẻ đáng bị bỏ đi Một kẻ không ra gì Suốt từng ấy năm gần gũi Với loại người đốn mặt như vậy Mà cô chẳng mảy may nhận ra điều gì Trong mắt cô Khiêm luôn là một người tốt nhất Hiền nhất và đáng yêu nhất Đáng để cô hy sinh nhất Giờ đây Uyển còn lại gì Không, không còn gì cả Ngoài nỗi đau tê tái Mà có lẽ đến cuối đời Cô cũng không sao nguôi được và còn lại nỗi nhục nhã ê chề mà cô phải cắn răng gánh lấy một mình không thể nào san sẻ cùng ai uyển đã sống vật vờ nhiều ngày qua ban đầu mẹ uyển còn đay nghiến mắng mỏ nhưng về sau thấy uyển thảm hại quá bà đâm ra thương con gái hết đời an ủi động viên nhưng càng an ủi uyển càng đau đớn nhiều hơn cô giống như một cái xác không hồn sống lên lất qua ngày qua tháng hôm qua nhà khiêm rộn ràng chuẩn bị cho lễ cưới uyển co do trong phòng và nghĩ tới cái chết sáng nay cả nhà đi vắng đây là cơ hội tốt cho uyển thực hiện ý đồ cô lê người ra bờ ao sau nhà cái ao này rất sâu và rộng chỉ cần nhào xuống đó là vĩnh viễn không còn buồn khổ nữa không còn đau đớn nữa tiếng nhạc sập rình tiếng rô rô vang vọng từ nhà khiêm càng làm uyển đau tê tái giờ này chắc người ta đã đón dâu về rồi đó Chắc Khiêm đang sung sướng đứng bên vợ để làm lễ tơ hồng. Rồi họ sẽ sống trong căn nhà đó. Căn nhà mà từng viên gạch, từng tấm tôn đều làm bằng mồ hôi nước mắt của cô. Rồi mai đây họ sẽ có con. Chiều chiều, đứa bé sẽ chạy nhảy vui đùa trên mảnh sân trước nhà. Mảnh sân mà Khiêm đã từng vẽ ra cảnh cô và anh cùng đàn con quê quần bên nhau mỗi tối để ngắm trăng. Nước mắt của Uyển nhòe nhòe trên gương mặt. Cô mím môi, nhắm mắt lại cố nhấc tấm thân nặng nề của mình để nhào xuống nước nhưng thật kỳ lạ cả người cô như bị đóng đinh không thể nào nhấc lên được cô cứ ngồi đó và khóc ông trời ơi con đã làm gì nên tội mà ông nỡ đày đọa con như vậy con đã yêu thương hết lòng sao người ta lại có thể đối đãi với con một cách tàn nhẫn đến như vậy hả ông trời những ngày tháng sau này con sẽ phải sống sao đây làm sao mà con sống được nữa khi mà giờ đây con đã hoàn toàn mất đi lòng tin vào con người rồi ông trời ơi con xin ông con van ông hãy tiếp thêm cho con nghị lực để con tự kết thúc cuộc sống của mình con không thể sống được nữa con không muốn sống thêm một giây phút nào nữa ông trời ơi uyển khóc là người và cô đã gục xuống ngất đi bên bờ ao vắng vẻ không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian uyển chợt tỉnh dậy và cảm nhận mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ mở mắt ra nhìn xung quanh uyển thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ trong một căn phòng nhỏ có lẽ trời đã nhã nhem tối trong phòng lại không có đèn đuốc gì nên uyển chỉ thấy mọi vật một cách mờ mờ không rõ lắm cô muốn cất tiếng kêu nhưng cổ họng cô đang khát cháy khô khốc không thể phát ra lời muốn ngồi dậy cũng không ngồi dậy nổi nên uyển đành nằm im chờ đợi mãi một lúc thật lâu khi mà ánh sáng mờ nhạt phía bên ngoài mất hẳn cô mới nghe có tiếng chân người và thấy một ánh sáng nhỏ di chuyển hướng vào nhà uyển định thần nhìn kỹ thì thấy đó là một người đàn ông đứng tuổi vẻ mặt khắc khổ đang cầm trên tay một cây nến trắng tỏa ánh sáng lạnh lùng leo lét thấy uyển cố chống tay gượng ngồi dậy người đàn ông hấp tấp tới bên cạnh để cản lại. ấy ấy, cô cứ nằm im đó nghỉ ngơi đi. Cô yếu lắm, đừng gắng gượng sẽ không tốt đâu. Uyển lúng túng đáp. Dạ, tôi... sao tôi lại ở đây nhỉ? Người đàn ông lặng lẽ, cầm cây nến tới, đặt lên một chân đế có sẵn trên chiếc bàn gỗ cạnh đó, rồi từ từ nói với Uyển. Tình cờ tôi phát hiện ra cô bị ngất xỉu bên cạnh bờ ao, và hiểu được đôi chút về hoàn cảnh của cô nên tôi đã mạo muội đem cô về đây vì tôi sợ nếu cứu cô tỉnh lại mà vẫn để cô ở lại đó biết đâu cô sẽ không đủ bình tĩnh và sẽ gây lại những điều không hay uyển ngơ ngác hỏi ông nói ông hiểu được hoàn cảnh của tôi là sao người đàn ông cười buồn rồi từ từ tôi sẽ kể cho cô nghe hết nhưng trước tiên tôi muốn khuyên cô một điều cô đừng dại dột hủy đi mạng sống của mình. Dù bất cứ ở vào hoàn cảnh nào, dù khắc nghiệt đến đâu, chúng ta cũng cần phải bảo vệ lấy chính mình cô ạ. Uyển khẽ lắc đầu, cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống má. Ông không hiểu đâu, ông không hiểu lúc này tôi đang phải chịu đựng những nỗi đau đớn ê chề đến mức nào đâu. Tôi giữ lại mạng sống này để làm gì kia chứ? cuộc sống còn có ý nghĩa gì với tôi nữa đâu giá mà ông giúp cho tôi được chết đi chắc là tôi sẽ cảm ơn ông nhiều lắm người đàn ông nhìn uyển xót thương cô nghĩ chết đi là thoát khỏi những đau buồn sao sao cô không thử đặt mình vào hoàn cảnh đã chết rồi mà vẫn không thoát được vì nợ đời chưa trả hết lúc đó hồn phách của cô sẽ vật vờ không nơi nương tựa cô nhìn thấy mọi người mà không ai nhìn thấy cô người ta nói gì làm gì thậm chí suy nghĩ gì cô cũng biết hết nhưng mà cô còn níu kéo họ thì họ cũng không hay lúc đó cô còn đau đớn đến mức nào nữa sao cô không thử nghĩ vậy đi uyển tức tuổi ông đừng khuyên tôi ông đừng dọa tôi ông làm như ông đã từng chết rồi vậy uyển lại chống tay ngồi lên người đàn ông tới bên giúp đỡ cô ngồi tựa vào tường rót lại đem cho cô một ly nước và tong tả nói nếu tôi bảo cô tôi đã từng chết rồi Thì liệu cô có tin không? Uyển uống hết ly nước lắc đầu ngao ngán Lúc này tôi thật sự không còn lòng dạ nào Để nói đùa với ông đâu Xin ông đừng phiền Rồi nhìn ra ngoài trời Uyển giật mình nói Thôi tôi xin phép về nhà Trời đã tối rồi Vừa nói Uyển vừa bỏ chân xuống đất Loạn choạng đứng lên Người đàn ông ngồi im nhìn cô và nói nhỏ Cô chưa đi nổi đâu. Cô cứ yên tâm ở lại đây nghỉ một đêm đi. Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì với cô đâu." Uyển cười khẩy. "Ông tưởng tôi còn sợ chuyện gì? Giờ đây đối mặt với tất cả, không còn là gì quan trọng hết. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không làm tôi sợ hãi đâu. Vì tôi đã nếm đủ hết rồi. Đã đi tới cái tột đỉnh của khổ đau rồi ông ạ. À. Tôi muốn về." là vì tôi không muốn ở lại đây thôi thế thì tùy cô tôi không ép nhưng tôi nói trước cô không đủ sức để đi về đâu người đàn ông buồn rầu nói uyển không trả lời cô lần tay vịn vách tường lần mò ra cửa đứng ở bậc cửa uyển không sao nhìn được ngoài kia là đâu vì xung quanh cô chỉ là một màu đêm đen kịp giải đặc như có ai đó lấy một tấm vải đen trùm lên hết bầu trời không để sót lại một ngôi sao nào dù là ở tận chân trời xa thẳm đằng kia